Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Pham. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Osto F được sản xuất tại công ty dược phẩm Fusi. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Osto F cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Osto F Nano Canxi Carbonat 600mg Aquamin F 100mg FOS 100mg Magnesium Gluconate 20mg Kẽn gluconat 10mg Vitamin 2200 IU vitamin K2 mình 20000 ppm 20 mcg inulin 20 mg dạng bào chế dạng viên năng mềm công dụng và chỉ định của Osteof công dung bổ sung canxi vitamin D3 cho cơ thể giúp xương và răng chắc khỏe giúp phát triển chiều cao giảm nguy cơ còi xương ở trẻ nhỏ và loãng xương ở người già chỉ định Trẻ em có thấy biểu còi xương, chậm lớn, châm thay răng, trẻ đang thời kỳ phát triển chiều cao, phụ nữ có thai. Cho con bú cần bổ sung canxi máu, phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh, người cao tuổi có biểu hiện loãng xương hoặc nguy cơ loãng xương. Cách dùng và liều dùng của osteo Trên 6 tuổi, một viên trên một lần, ngày 2 lần, uống sáng và trưa tức hoặc sau ăn. Người lớn 2 viên trên một lần, ngày 1 đến 2 lần, buổi sáng hoặc trước sau ăn trưa. Chống chỉ định của Ostof. Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Lưu ý khi sử dụng Ostof. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thế thế. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Ostof, đồng thời biết cách sử dụng Ostof sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.